Hot TikToker Long Chun gọi vốn thành công với món bún thang gia truyền. Mở đầu tập 6 của Shark Tank Việt Nam mùa 6, Long Chun Hot TikToker quen thuộc cùng chị gái Trần Thu Hà đã mang đến món bún thang gia truyền ba đời của gia đình với thương hiệu Một Buổi Sáng để chiêu đãi các cá mập. Long Chun tên thật Trần Hoàng Long là một nhà sáng tạo nội dung được đông đảo các bạn trẻ yêu mến. Kênh TikTok của anh đạt gần 7 triệu lượt theo dõi với các nội dung gần gũi, hài hước. Xuất hiện tại Shark Tank với vai trò co-founder của công ty, Long Chun kêu gọi 2 tỷ đồng cho 15% cổ phần. Được biết, sau 2 năm kinh doanh, Một Buổi Sáng đã có sự đổi mới là mang món bún thang làm từ gạo lứt vào menu. Long Chun chia sẻ, anh muốn kêu gọi vốn để tập trung nhiều hơn vào menu healthy, tốt cho sức khỏe. Với hai chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, doanh thu hiện tại của công ty khoảng 900 triệu đồng mỗi tháng và lợi nhuận dòng dao động từ 12 đến 13%, doanh thu dự kiến năm 2023 là 10 tỷ đồng. Thời điểm mới mở bán, doanh thu có thể lên đến 1 tỷ đến 1 tỷ 3 mỗi tháng. Hiện cửa hàng bán được từ 400 đến 500 suất một ngày, doanh thu khoảng 30 triệu đồng. Đánh giá về mô hình kinh doanh này, Sắc Minh Beta và Sắc Hùng Anh cảm thấy có tiềm năng nhưng chưa nhìn thấy yếu tố hấp dẫn để phát triển thành chuỗi nên quyết định không đầu tư. Về phía Sắc Tuệ Lâm, cô quan tâm nhiều đến các startup công nghệ hơn nên cũng không đầu tư. Cho rằng Long Chun chính là long mạch của thương hiệu, Sắc Bình bày tỏ quan điểm, nếu đi theo hướng của các startup hết sức bình thường thì không có điểm gì khác biệt, không khác gì rất nhiều quán ăn ngoài kia. Long Chun chưa đề cao được long mạch của chính bản thân mình, đó là nghệ sĩ kinh doanh. Nó cũng là trend rất phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt với sự hỗ trợ của mạng xã hội thì hoàn toàn có thể tận dụng để thực hiện công việc kinh doanh. Sắc Bình đề nghị đầu tư 2 tỷ cho 36% cổ phần và trong tương lai nếu công ty phát triển tốt, cần thêm vốn, ông sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi của cổ đông. Cuối cùng, Hot TikToker đàm phán 2 tỷ cho 30% cổ phần cùng cam kết sẽ đồng hành với startup đến cùng.